Bác nào cần dao? Cứ alo cho Mau. 0947 640 046. Sột. Có mà, nó vừa chạy luôn. Đấy, rốn đồng. Không biết con gì nhưng mà cá. Đây. Vừa đây, rốn đồng, đây. Biết được con gì? Đây, bên này. Đừng mà con này, chỗ đồng to lắm. Rốn đồng to thế. Ui, dã man như con đô phi này. Đây nhá, rốn đồng ở đây như kiểu rốn đồng ngoài chợ. Con cá đi, rốn đồng này. Rửa sạch đi. Rốn đồng nó phải to như thế này. Dã man chưa? Chứ rốn đồng ngoài chợ nuôi nó to đấy thật đấy, nhưng mà rốn đồng ở đây nó béo. À nó chắc. Rốn đồng béo. To như con đô phi luôn. Dã man. Cái này, vứt lên đâu? Anh cầm đây. Nhắm lên bờ kia. Đấy, nhắm. Đây nhá. Mày. Sao nó tụt mất đấy. Ui, dám chỗ đồng lắm. Ai đây, ai cắn ai gì nhỉ? Hai con à? Đánh ngay. Hai con chạy mất một con rồi. Hình như em nhắc. Ui, nhiều lắm. Hai con chạy mất một con, em sợ mất hai cây được hai con. Nhiều dấu đồng thế nhỉ? Đâu rồi, con lúc nãy đâu rồi? Nhiều dấu đồng lắm. Cứ phải mở miên miên trước này. Mò nghe này, rất nhiều cá luôn. Em mò đằng sau anh vậy em vẫn mò được đấy. Ui. Dô phi mà ngã, to thật. Đâu. Đây, nhắm tôi rồi. Phải lấy cái. Ui chà. Ui đây, thấy, ấy. Hả? Ôi đấy, cháu ngư con to. Nhưng mà có cái trọi. Mấy con một con nữa nó không? Nó ngừa khuệt qua tay ta sao? Ui, cháu lên, cháu lên lại. Ý đâu tôi hở lên cái mặt. Thôi, để cái tạm lại. Chuyển đi. Bắt đầu phải trong khu vô đừng chạy khu bắt ui ui cá trắng mà lên trước còn mình bắt được hai to đấy cá diếc này cá diếc nó phải to như thế này này đấy mình thích này mày đây này. Ui còn nữa. Ui to rồi. Trời ơi đỉnh chưa. Mẹ mất rồi. Táo vừa bắt được con. Ui đấy. Dù phi to lắm mày ạ. Ông công táo em ném đây nhá. Mày ông công táo. Dù phi to. Chạy mất con dù phi to rồi. Vừa bị đời xong. Ui ai. Được rồi. Cá diếc to quá. Nhiều lắm. Cá diếc thì chạy mất rồi. Nhiều lắm. Cá diếc to lắm. Đánh con nhỏ. Cá diếc. Dù phi to thế. Ui, dô đồng cày bùn. Nó tắt ở dưới, tắt dưới. Cá diếc. Ui, dô đồng ạ.
tận dưới sâu ấy. Nó tận dưới nước bùn dưới ấy mọi người. Vượng ơi, lấy anh cái chậu. Trong cái rổ cái chậu đi xuống. Lấy anh cái chậu. Lấy anh cái chậu xuống đây. Chậu cái rổ gì trên lấy đó. Cái chậu ấy. Ngày trước mà lại dây dây phanh mà bắt được rô đồng như thế này á. Không không được vào đây nó tắc tí nữa, nó vào đây nó tắc lại em này. Anh ơi, nuôi em ra với mà. Ôi kìa kìa. Trong cái chân dây nữa kéo co nhau. Ôi, lấy cái chậu chẳng lấy. Nhiều rô đồng kinh. Rồi lấy cái rổ cũng được, lấy cái rổ. Nào, nào đưa rổ đây. Nó chỉ sâu ấy. Xem anh em mình bắt tay được nhiều không nhá. Nào. Kiếm kiếm củi chứ. Ui, chân ta. Nhẹ thôi mới bắt được số đồng mọi người đây. Nó có im à? Không phải, nó đánh ngạnh cái là đánh cái xương sống. Bắt con số đồng phải nhẹ ra đấy, thấy chưa? Thấy cái xương sống nó chưa? Nó đánh cái này vào tay thì thôi. Đây, đây. Bình thường số đồng ở ngoài đồng bể bằng hai ngón tay này thôi. Nhiều rô đồng lắm, anh em mình sẽ chuyên đi bắt rô đồng vậy. Chóc kích bắt cá to. Nơi mà nó chưa sẵn, nó chưa sẵn. Nhiều bé. Nheo. Lại rô đồng tiếp này. Chuyên đi bắt rô đồng cho chúng mình, nhiều lắm. Ôi, rút đồng này đắt hết đấy chứ đúng không? Ở ngoài chợ nó bán đắt hết đúng không? Đây nữa này, nhiều rút đồng lắm. Ui anh ơi, con không biết con gì mà to lắm. Hả? Đây này, con bụi rau phi. Không. Chết mẹ mà đi. Bãi này nhiều rô đồng. Đấy, một em nữa. Phải mò kỹ. Có cái gì to lắm. Hả? Nó có được vào tay em. Cả rô phi đấy, rô phi tao vừa mất một con rô phi to này đấy. Đây, rô đồng. À. Nhiều lắm không ạ, dưới
nó để sang đây mà mỏ rỗ đồng nhiều lắm. Ui, nó vừa hai con sửa xong. Ui, giết to này. Nhảy lắm. Hả? Đấy, giết to này. Đấy, thả vào đây. Ui. Thả vào đây. Mày nè. Lên, 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 kia đi. Kia đây, con nó to đấy. Lên, 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 lên đi để cho ông kích. Kích nơi cho một mỏ. Đấy, con to. Đấy, đấy, chưa con gì to. Đấy, 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 nó đây. Nó đây. Con to đâu rồi? Con lên để thì đốt ông kia không ạ? Chúng đâu? Chúng xuống đây không? Bà nó tới đi. À, con chị thủy bà tắt cho 5 lít bia. Dạ, nghe quả cháu chạy cho rồi. Hả? Nhưng mà cháu chạy cho rồi. À mà thôi, tí nữa bắt đầu đốt cá thì mới mua. Đốt thì mới mua. Mua đây, mua chơi đấy. Cháu ơi. Không ra được à? Ấy. Mắc ngại nhồi. Mày mòn đấy gì? Chẳng biết. Đâu rồi, đâu. À. Ai nó giết chân từ đã. Đưa tay đây. Ừ. À lên được rồi. Từ 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 rồi đó. Tụt cái con. Bị lụt rồi đấy. Ui. À. Con lúc nãy tao làm mất đây rồi. Ui, kênh đuôi đây rồi. Anh ơi, ông cơ con cáo này. Hả? Ê, ông ơi, con to, con vừa làm mất rồi chứ. Ông cơ con cáo à. Ê, à, không, không, ông công. Ui, con loa chứ không phải sộp. Sộp. Không ạ. Hoa, cái này hoa, cái này hoa mắt. Ui, 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 giật, giật. Ê, con dâu phi cháu vừa làm mất đấy. Vừa mò cầm lên tay rồi nó còn rơi. Một đem nữa ngay chân. Ấy ui 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 dí cái này chân cầm lại đổ ngửa. Đổ ngửa luôn. Đạp ui đạp ra luôn cầm cầm vừa con gì rộng và to thế. Ông con rãnh cầm mồm bên này nè. Đây rồi kia đứng hẳn lên bờ ấy. Ấy, xong bắt đầu rô đồng. Ấy. Ui, nó phi con. Vừa mới kêu. Vừa mới bỏ mắt. Ấy, rô đồng. Ui, con to rồi. Kìa làm sao gần nổi, sao con rô to ra. Đánh đơn rô đồng rồi. Đánh đơn rô đồng. Hai cái gì chết hẳn. Rô đồng. Chúng không dám xuống rồi nè. Sợ bị giật. Và tao đây này. Cảm giận là sờ vào con cá bắt được nó. Ui, cá lóc cơ. Cá lóc to rồi. Tụp tụp. Đâu to cá lù đuôi thế nè. Đây 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 đây. Nhiều lắm.
Đây này. Nó tay sâu lắm. Y như rô đồng ngoài chợ luôn. Ừ, dù phì tan lại to. Tự nhiên ăn ngon hơn rất là nhiều. Chuyển lên đi con ơi. Chuyển lên liên tục đi. Bên lên thì... Đây là chúng mình ấy, có ăn dù phì to. Không, không được trong đấy, trong đấy nó ắc mất. Chơi con hò vò. Một tay sâu lắm. Ấy. Ừ. Chúng mình ở đấy nhăn nhạt lại hay. Nó cấm được bắt cá chắc nhá. Ui, nhiều ấy, nhiều. Nó để làm giống ấy. Rồi. Nó bắt cá chắc không nhá, cá chắc có để làm giống ấy. Lên bờ. Đây đắt, cho cái giỏ ra đấy. À, anh em mình bắt được nhiều phết rồi đấy. Ấy. Ở trên bờ mấy con. Đấy, đây. Toàn rô đồng nhá. Toàn rô đồng to nhá. Thấy chưa? Gần lưng rổ luôn. Ấy. Ui, cái cá vào. Vài. Ấy. Ấy, ấy. Còn vài luôn. Cá không lạnh nữa. Ui trời, hai con, ui ba con rồi. Đây, bắt được mỗi hai con. Đây, con này với đại khủ này. Cho mọi người xem con khủ này. Giúp cho đời đã mấy con rồi. Thấy chưa? Thấy chưa? Đấy. Rô đồng gọi bằng cụ, đây là cụ rô đồng nhá. Ui. Cá bay lên bờ. Đoạn đây đây, trong này đây. Ai cứ hai tay hai súng, hai tay hai con. Ai. À. Cắn à. Ui, mà đợi em mình cứng ở đây cho anh. Đây. Bỏ súng bắt là thấy. Đây này. Ui giời, kích đơ. Bỏ súng bắt là gì? Đoạn này không có vùng mới nữa. Cứ chạy mất. Rồi. Không có vùng mới nó cứ bơi. Đứng yên chưa? À. Đứng yên chưa? Nhục hết không ạ? Chạy kìa. Ôi sổ tổ. Cái chân sạc là để làm giống, cấm bắt vào rồi. Lên cái ba lên kia thì phải tối trên kia thì phải cấm bắt rồi. Cá này phải bắt tay, tay nó phải dìm mà đúng buồn đấy. Dìm xong bắt nó nhẹ nhẹ chứ không nó đánh ngạnh, đánh cái sống lưng vào. Biết nuốt như cái u rồi. Con củ. Con củ. Trời ơi. Con này to lắm đấy. Đấy đấy. Chuyển lên kia đây, sao tới hết nước rồi, giải lao nước để vánh thôi. Đấy. Đấy. Xem thành quả của anh em mình trong vòng 15 phút này. Ấy à. Thấy chưa mọi người? Rô đồng cực kỳ to nhá. Rất là nhiều rô đồng luôn. Rô đồng ở đây thì không giống như rô đồng ngoài chợ. Vì rô đồng ngoài chợ nó béo ngấy lắm. Rô đồng đây nó khỏe. Đây mới gọi thực chất là rô đồng. Dũng pha mắt ta giết à, ở lưng nhà Dũng. Anh ơi. Mấy con to bên đấy. Giết này. Hai. Cả giết này, siêu nhiều giết. Ăn giết rồi rô đồng. Nướng. Cái này mọi người biết làm gì không? Nướng uống bia. Nói nữa này, nó chưa như trứng. Cá giếc ngon lắm. Cá giếc to. Cá ơi, chuyển ơi.
Lại giếc. Siêu nhiều giếc. Thấy cô khu ấy giếc nó ở im á. Chạy nước con cá chép ấy. Chạy quay ra ngoài rồi. Con chú đồng này to này. Đầu nó nặng. Nhiều con to mà nhị. Khu đại ca. Châu Phi. Ui, thả vào đây luôn, nó dậy mất này, mất đấy, dậy lên, nào, con này bé. Nhưng mà nó động. Ui, nó đồng nhảy ra. Tổ thoát mất hay em à. Mẹ mình bảo là bắt được đây giỏ cá này mới được về ăn cơm. Đấy, đó. Thành quả đấy. Lấy cái xiềng thả đây đi. Thành quả sau 20 phút của anh em mình này. Đấy chưa? Anh ơi. Chưa bao giờ bắt cá sướng thế này. Cùng tôi đi thu hoạch tôm cải xanh với cả người tôi ấy nhỉ. Ừ. Sướng, người ta cũng bắt vào miền Tây chơi. Người ta cũng bắt như này. Cũng khiêng được anh ấy. Cũng khiêng được anh. Lấy khiêng ra đây. Nặng quá. Cá nướng đây. Đi bắt cá nướng này rất là phê mọi người. Bây giờ sẽ lên xịt sạch cá cho mọi người xem. Ở dưới này bùn. Áo rộng lắm, cá to rất là nhiều, nhưng mà hôm nay anh em mình phải xuống vây bắt. Nào, đi, đây này, Kiêng. Bắt có một tí mà được chừng này rô đồng. Ở dưới kia rất là nhiều rô đồng. Bắt được đặc sản này. Đố ai biết con này là con gì? Tuổi thơ thật dữ dội mới biết con này. Cả cuống này. Con này là nướng nha, một chôn nướng mắm à. Thơm lắm. Xét Kiêng, Kiêng. Trái tay nữa cơ. Rửa thành quả của anh em mình đấy. Anh rửa em bắt ra. Ê, ê, chị đến đâu ấy. Con này bẩn hơn cá. Chị mạnh mà. Chúng mình rửa sau đi, để tao rửa cá tao nướng trước. Con cá xuống à. Ui, con đường kia thôi rồi. Thành quả sau 20 phút bắt cá phải không? Siêu kinh điển. Toàn khi nó đồng. Bị nó rách vào tay này. Anh xong đi. Hay đổ ra đây xịt cho nó sạch. Hay đổ ra đây cho nó sạch thôi. Rửa đấy xong đổ vào cái kia cho. Vâng. Đây Hùng còn chê. Có con cá nheo. Chưa. Ui, con cá trộm to này. À, ở đây nhá. Đấy. Vào đây em. Cá trước còn như cá chấm bây giờ. Như đã chảy cho ra hả con? Nheo làm gì nó vẫn đặt cọc như mày nhỉ? Nheo làm gì nó vẫn đặt cọc không nhỉ? Không có tao bọn mình xuống mới quay đây rồi. Hút mấy ngày rồi. Ông này là con này làm công rồi. Rửa nó đây, nó sạch đi đã. Có nhiều con sộp ngon, nhiều con đổ to quá. Rồi. Chứ đi vô phi thì to. Chết vô phi to rồi. Nó mà cho đầu lên thỉnh là... Mấy con nó lại được cần... Cho đầu lên thỉnh là... Chăn đi. Chăn đi. Con này mới lấy. Kẻ mất chiếc. To thì lấy. Con này đưa mày lên, mày đổ. Con này dày.
Đây cho mấy vòng quả cá. Đốt đốt nhóm ở dưới đây. Một vị đây. Một vị đây. Đúng rồi, đúng rồi. Ôi, chọc cái gì đâu ấy nhỉ. Đến là tiết mục nướng cá mọi người nhá. Nướng ăn một con cá, cá nheo này. Đấy, ngon chưa? Cá nheo với lại một lũ dưa đậu. Dưa đậu nhảy. Mập chết nhưng mà vẫn chưa chết à? Nhị chà. Vút xe luôn. Mày đưa một con cá đây. Đây một con cá nheo nhá. Và thêm một con cá. Thêm một con cá sục. Cứ gác con cá sục vào. Gác vào chỗ nào đấy. Cá đốt thì ăn nó mới ngọt. Kìa. Xách bia lên cho các ông. Là một cân nhớ đâu. Đây ông ơi. Dùng đi, dùng đi. Ấy, thử xem nào, chín chưa? Chín rồi. Chín rồi. Cá này chín rồi. Mắt là chín rồi. Ấy da. Ấy. Cho con cá nheo lên. Ui con này chảy mẹ đi rồi sao. Hất lưng nó lên. Cho cái cậu. Con này kẹp. Đi phải kẹp. Xin rồi. Không phải kẹp, phải kẹp. Lấy kẹp đấy. Lấy kẹp kẹp vào. Nướng nốt con cá nheo đi. Đấy, ra đây. Chắc chín rồi. Có khi đốt thêm. Có khi đốt đốt thêm. Có khi đốt thêm. Để ra chuối đấy. Để chén đưa đồng trước không nhỉ? Ăn đi. Nó để nướng cái gì đấy? Nướng ngon còn kem con. Không ăn được con đấy đâu. Mọi người ăn nhỏ lắm. Ăn ngon lắm, người ta không ngon. Cả cuống. Ông bài đấy, đồ phi đang bật lên. Ăn đi, uống đi. Ông ơi, qua nào, nặng uống đi. Ngày xưa nhà cháu cứ lần nào viết ao chạch thì đi bỏ cá xuống. Du phi toàn cái loại du phi lai đỏ đỏ mà ngươi này bỏ xuống lắm. Mấy hôm trước còn cân 8, 2 cân. Trước là loạt rô đồng to chặt thịt như thế này cơ mà. Cái rô đồng nuôi ở ngoài kia thì không tính làm gì. Rô đồng đây cứng luôn này, nướng cứng luôn con cá luôn này, đốt cứng con cá này. Con cá rô đồng ở ngoài kia đốt á, nó mềm nhẹo này. Cá nuôi. Cá nuôi. Uống đi. Cá cá hồ này. Cá lên cho nó chặt. Cứ dùng thoải mái đi ông. Dùng đi, chứ không uống à. Mấy khi về lên YouTube. Tối nay phát chứ nhỉ? Tối ngày kia. Ba người thân em để phát lên đấy. Sao phát? Lên YouTube. Sửa công à? Làm hết cái này. Đấy, làm hết cái này rồi giữa. Nạc chưa? Ngon. Thái Kiến. Đây, bỏ cái vảy thôi nhá. Còn tất cả những cái thứ trong ruột trước là chén được hết. Có cái gì đâu mà. Nó có gì đâu mà. Cá này cùng lắm là có tí bùn nó sặc thôi mà. Ăn mời cả nhà nhá. Đấy, Mão Đệ không chén à? Làm gì đấy? Em đợi con cá sụp. Mão Đệ ăn cà kem. Ăn cà kem được. Nó còn ăn được. Được, bỏ ra đi. Ăn đấy, mà cho xong cho chú thử cái đuôi. Cái đầu. Quay phim cá nướng. Lắm không ạ? Thịt chặt. Anh ơi. Ăn đây, ăn đây. Cho phun nó ăn. Cá chiếc là con trứng mà. Chú Minh đâu rồi? Đó còn công tác với con cá. Bền bùm được. Để ăn con này nó mới lớn được. Nó có đánh cá đâu mà ăn cá. Đấy, ở đây nó công ty này nó có mấy đội. Mấy đội. Chặt thịt thật. Thâu lắm. Con này chặt thịt thật đấy. Công ty của chú có mấy đội này. Bụng cá bùn này. Đội cá này một đội kích này. Phun lên nhé. Bùn.